Chào anh em, nhắc về nó bồ thì đầu tiên theo cái suy nghĩ của mình với những anh em mà đã chơi từ ngày xưa ấy, thì nó bồ là một cái hãng làm âm thanh cao cấp mà những cái sản phẩm của họ có mức giá lên tới khoảng vài trăm à mình xin lỗi khoảng vài chục cho đến gần 100 triệu đồng. Và trên tay mình đang là một sản phẩm tai nghe True Wireless mới của Noble có tên là Noble Falcon 2, một sản phẩm ra mắt tiếp theo của cái sản phẩm series Noble Falcon. Vậy thì cùng với con True Wireless Falcon 2 này thì mình cùng anh Nam Anh sẽ cùng tìm hiểu với các bạn về chiếc tai nghe này nhé. Nói một cách ngắn gọn thì Falcon 2 là một sản phẩm có thể nói là True Wireless đầu tiên là mình được sờ vào. Trước đây thì nó có con Falcon 1 rồi, nhưng mà cá nhân thì mình không có quá nhiều thiện cảm về cái thiết kế bên ngoài của nó. Rõ ràng là khi mà em bỏ một cái mức giá lên tới cho con Falcon 1 ngày xưa là bao nhiêu nhỉ? Như là 5 triệu hay sao ấy? Cũng tầm 5 củ. 5 củ mà em nhìn nó đâu có quá gọi là bắt mắt đâu đúng không? Nhiều khi với anh nhá thì cái True Wireless nó không phải chỉ đơn thuần là một thiết bị để giải trí để kiểu nghe nữa, mà nhiều khi nó còn là một món phụ kiện đúng không? Em nhìn cái cách mà Apple bán cục tác lên đến hơn chục củ để em biết rồi đấy. Rõ ràng cái việc mà bây giờ sở hữu những cái món đồ như này nó còn là một cái accessory theo kiểu luxury accessory nữa. Và chúng ta khi bỏ một số tiền tương đối gọi là không bé lắm thì chúng ta có quyền yêu cầu về một cái thiết kế nó bắt mắt. Và với anh thì sản phẩm Falcon 2 này nó không thay đổi quan điểm của anh về thiết kế của Noble. Quay trở lại về cái vấn đề là chúng ta sẽ có một cái hộp trông khá là tử tế tươm tất và nó không có gì nhiều khác biệt so với cái hộp của bản 1. Em sẽ có đầy đủ thông tin và thực tế thì Noble bởi vì mức giá nó không hề rẻ, thế cho nên là Noble sẽ có rất là nhiều tính năng. Ở đây thì nhìn trên vỏ hộp thì các bạn có thể thấy ngay quả Bluetooth 5.2 to đành đoành. Cái đấy chắc là cần phải quảng cáo. Rõ ràng 5.2 là một cái chuẩn Bluetooth mới và cao cấp nhất bây giờ dành cho các tai nghe True Wireless. Chúng ta sẽ có cả aptX Adaptive này, các bạn sẽ có cả Qualcomm True Wireless Mirrorlink Technology này. Chúng ta sẽ có wireless charging này, cái này sẽ có hear through này, nói chung là một tính năng kiểu như tính năng xuyên âm. Thì hiển nhiên là phải có, chúng ta sẽ có dual layer carbon driver. Nói chung là driver, hai driver bằng hai lớp driver bằng carbon. Đấy. Đại khái là quảng cáo mấy cái đấy. Sẽ có superior call quality. Thì tí nữa anh em mình sẽ test mic xem là con này call quality thì nó sẽ như thế nào. Và được cái là anh thấy có một cái hay đó là sẽ có chắc sạc nhanh. 15 phút thì sạc nghe được nhạc được 2 tiếng. Tính năng từ đến giờ mình đọc chưa có, chính là tính năng chống ồn chủ động, không hề có. Vậy thì bên trong hộp, bên cạnh cái tai nghe bọn mình đã lấy ra thì các bạn sẽ có một cái hộp và các bạn sẽ có một cái bao giấy đựng này, một cáp sạc và tất nhiên là một bộ ear tips khác để có thể thay trong trường hợp là cái kích cỡ tai chúng ta không vừa. Thì thực ra để mà nói câu chuyện kích cỡ tai nó không vừa ấy, thì với anh nghĩ là chỉ cần một cái ear tip thuộc dạng vừa và nhỏ thì ai cũng sẽ vừa. Và lý do mà Noble không cần thiết phải làm thêm một cái tính năng Active Noise Cancelling cho cái tai nghe này, anh nghĩ là do cái ống tai nghe nó dài như thế này. Anh ấn vào anh cảm thấy nó rất là kín. Thậm chí là khi mà anh đeo vào mà anh đứng cạnh Nga nói chuyện các thứ này kia mà còn không nghe gì khi mà Nga ngồi ngay cạnh anh ngồi nói, anh không nghe thấy gì cả. Thì cái tai nghe này có khả năng cách âm chủ bị động rất là tốt. Thì đấy là lý do tại sao mà Noble họ không thêm cái tính năng chống ồn chủ động ở đây. Về cái housing thì nó sẽ bấm nút theo kiểu là nút vật lý chứ không phải nút cảm ứng. Cái điều này cũng là một cái điều khiến anh cảm thấy hơi thất vọng ở trên một sản phẩm có mức giá gần 5 triệu. Các bạn ấn cảm ứng vật lý thì các bạn sẽ phải ấn nó tụt vào càng sâu, mà các bạn nhìn cái ống nozzle nó dài như thế này mà các bạn cứ tưởng tượng xem. Lút cán mấy cái này thì mình đảm bảo tai anh em nào mà kiểu lỗ tai nó hơi nông hoặc là lỗ tai nó bé mà lút cán con này thì đòn rát hơn là quăng lùn đi vào. Thề luôn. Đây là một cái chia sẻ mà mình mới được trải nghiệm gần đây, đấy là mình next bài hay là mình pause nhạc khi mà có người nói chuyện với mình. Đó là khi mình ấn vào cái nút ấn của nó không hề nhẹ một chút nào mà nó phải ấn một lực rất là mạnh. Tránh bấm nhầm đấy. Mình phải bấm rất là sâu và vô hình chung nó tạo một cái áp lực vào cái màng nhĩ của mình khá khó chịu. Thế là nếu mà muốn nói chuyện với người ngoài ấy, các bạn bỏ tai, rút tai ra. Đấy là về cái kiểu ý tưởng thiết kế là không ưng. Nhưng mà bù lại thì con này hoàn thiện thì cũng ok. Với anh thì anh không biết cái giá trị thương hiệu về cái chữ Wizard nó là như thế nào, bởi vì thực ra anh không quá quan tâm về cái vấn đề đó. Với anh, tai đắt tai rẻ cái quan trọng là họ hoàn thiện như nào, xử lý như nào, tu đâm như nào. Còn anh không bị chạy theo thương hiệu. Anh chỉ biết là với cảm nhận của anh thì tai nghe như thế này nó hoàn thiện ở mức vừa phải. Xem với mấy con anh sờ khoảng độ tầm 2-3 triệu. 2 triệu mấy gì đấy là có đã có những cái thiết kế được hoàn thiện như thế này rồi. Cái mà tương đương với mấy con 2-3 củ ấy là cái độ liên lạc về những cái chi tiết ghép nối ở trên cái housing như thế này là nó liên lạc. Em vuốt cái tay qua thì nó chỉ hơi sần nhẹ lên một tí. Thì
thì thực ra những con tai nghe khoảng hơn 2 củ nó là được như thế này rồi. Nhưng mà ăn tiền thêm một chút cho một cái sản phẩm có mức giá cao như thế này, không biết Hải có để ý không, đó là mặc dù cái mặt faceplate ở đây nhá, nó là cái nút vật lý, nó có logo của Noble ở đây, nhưng mà cái logo của Noble này là logo phát sáng. Đấy là cái mà các bạn sẽ thấy ở trên cái housing con này. Bù lại thì với mình thì mình nghĩ là con này kể cả case, kể cả housing thì nó cũng tương đối đi về cái vấn đề thực dụng. Cái case thì nó làm theo một cái kiểu hơi dày, và chính bởi vì cái housing nó dài như này, cái nozzle nó dài như này, cái bề mặt housing nó dày, xong cái ống nozzle thì dài. Các bạn vô hình chung các bạn nhìn thấy cái độ dày của con này rất là dày luôn. Và dày như thế cho nên là phải làm một cái cây nó dày như thế này, chứ không thể nào mà làm cái cây nó mỏng hơn được. Không có một cách nào, trừ khi là đặt ngang. Đặt ngang như thế này thì các bạn nhìn xem, nó cũng rất dày. Vẫn rất dày. Rất dày luôn, cho nên là cái cây của chúng ta nó phải dày. Nên là cái điều mà không thể tránh khỏi. Cho nên là không thể đòi hỏi được là cái housing như thế mà làm cái cây này nó nhỏ hơn. Và với anh thì anh thấy rằng là cái hoàn thiện của Noble ấy, tại sao anh dùng từ thực dụng, cái con này không sử dụng một cái lớp sơn quá đẹp, nhưng mà cũng không bị bám mồ hôi mấy, không bám dấu vân tay mấy, và cũng ít bị xước. Cái kiểu đen mờ như này nó dễ dùng. Cái thứ hai nữa là cái phần mặt trên này, mặc dù nó là mặt bóng, nó có thể bám dấu vân tay, nhưng mà anh nói thật với em là anh cũng không thấy nó dễ xước. Đấy là cái vấn đề thực dụng của cái vỏ case này, bên cạnh cái việc nó xấu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ test qua một chút về chất lượng mic. Những gì mà Noble nói là superior quality, core quality đúng không? Thì chúng ta sẽ test qua mic và sẽ delay. Đây là tiếng từ mic của Noble Falcon 2, thu trong môi trường văn phòng và có tính điều hòa. Sản phẩm này theo mình ưu điểm lớn nhất của nó nằm ở có lẽ chính ở phần thương hiệu. Khi mà các bạn nghe tới Noble thì có lẽ là các bạn cũng có thể cảm thấy yên tâm hơn về cái chất lượng thương hiệu và cũng như là chất lượng gia công. Chỉ có bù lại là về cái phần tune âm thì đây chưa thực sự là một sản phẩm có thể thuyết phục được mình và cũng như là Hải. Rồi còn về chất âm của chiếc tai nghe này thì anh để Hải nói trước. Đầu tiên thì em cầm một con Noble thì mình sẽ xem về cái tech, về cái spec của nó. Thì đây là một con Noble mà được chính Wejack, cái ông chủ của Noble Audio tune âm. Và ông dùng một driver dynamic dual carbon, cái gì nhỉ? Layer carbon. Ok. Và mình khá hy vọng một cái driver này và được Wejack chính tay tune âm thì nó sẽ mang một cái chất âm kiểu nó high end một chút ấy. Yeah. Nhưng thực sự khi mà đút vào trong tai thì mình cảm thấy nó không giống vậy, mà nó giống như kiểu Wejack sẽ chọn một cái mẫu này mà nhà sản xuất ở Trung Quốc họ mời chào và in cái logo của Noble lên. Nói chung là Hải khá là bị down mood về con tai nghe này. Có lẽ là bởi vì nói như nào nhỉ, gọi là hy vọng nhiều thì thất vọng nhiều. Rồi ok, thì đi vào chi tiết đi, tại sao lại như thế? Đi vào chi tiết thì đầu tiên mình cũng có để ý con Falcon 1. Đó là một con mà tạo ra tiếng vang của Noble khi mà họ chưa bao giờ làm những cái sản phẩm true wireless. Và thực ra con đấy nó có một chất âm V-shape khá là đặc trưng. Và đến con này thì cũng vậy, nó thực ra nói là V-shape thì đúng, nó là V-shape nhưng mà nó không hẳn là V-shape. Bởi vì mình có nghe một số cái thể loại nhạc mà nó thiên hơn về V-shape, nghĩa là thể loại nhạc rap, nhạc trap hiện giờ, thì cái lượng bass của nó không thể đánh sâu được. Nó đánh một cách lùng bùng, xong nó ở cái phần mid và upper bass nó không cho cái cảm xúc. Và thứ hai, về cái phần mid thì mình cảm thấy nó nhạt toẹt ấy. Như một comment mà mình thấy một bạn đã comment ở trên kênh như miêu tả một chất âm V-shape khá là hay ho như này: bạn thấy tiếng trống trước mặt nhưng thằng ca sĩ nó hát ở mãi ngoài kia. Và đấy là một cái phần mà em cảm thấy nó cực kỳ là thất vọng về cái chất âm của Noble. Còn không biết anh thì như nào? Anh không bị ấn tượng bởi các sản phẩm của Noble và anh cũng không bị ấn tượng bởi Wejack. Bởi vì cá nhân anh thì anh chưa bao giờ anh nói là anh chưa bao giờ bị ấn tượng bởi brand. Tức là anh nghe thấy hợp tai thì anh nghe. Anh nghe Sennheiser, anh thấy có con hợp tai thì anh nghe Sennheiser, anh nghe Hi-Fi Man, anh thấy có con hợp tai thì anh mua Hi-Fi Man, và anh nghe Dunu thì có con hợp tai thì anh nghe Dunu. Không phải bởi vì là theo brand như kiểu Sony các thứ này kia, anh nghe anh không thấy hợp tai thì anh không mua. Rồi thì Empire, con mà mọi người ít mua, con Legend X thì anh thích. Còn con mà mọi người thích thì anh lại không thích. Còn kiểu như là Audio 64 thì anh cũng không thích. Kiểu thế, mỗi người một gu. Cho nên là với anh thì anh không bị hy vọng nhiều rồi cảm thấy thất vọng nhiều như em. Cá nhân anh thì anh nghe con này thì anh thấy như này. Nói một cách gọi là chi tiết ra cái cảm nhận của mình thì nếu mà xét về vocal mình, tại sao Hải bảo nhạt? Bởi vì thật sự là cái vocal nó bị làm sao ấy. Ví dụ như các bạn nghe vocal thì các bạn sẽ thường thấy vị trí, khi mà các bạn nhắm mắt và các bạn tưởng tượng vị trí của ca sĩ thì các bạn sẽ nghe thế nào đâu. Thường là ca sĩ hát ở hai bên tai chỗ này, hát bên cạnh mình,
hai là ngay trước mặt mình, đúng không? Về cái vị trí ca sĩ đứng là anh cảm thấy không thoải mái, bởi vì anh quen nghe vocal theo kiểu là ca sĩ nó gần gũi hơn. Cái về cái thứ hai đó là anh cảm thấy nếu mà nói về tưởng tượng về âm hình theo kiểu một cách vô cùng trừu tượng, cái này các bạn cứ coi như là mình là một thằng cực kỳ tâm linh đi, thì mình cảm giác như là cái âm trường cả từ trap đến ca sĩ đến cả bass ấy, nó như là cái ống ấy, nó cứ từ trên dưới như này thẳng đuột một cái bóng như này, nghĩa là nó không có chiều ngang. Cảm giác nó bị cái chiều ngang nó bị lệch so với chiều dọc chứ không phải là không có chiều ngang, như một cái ống ấy. Cảm giác là giọng ca sĩ nó trôi tuột đường dưới là đã là đằng sau rồi, xong rồi mình nghe cái giải bass nó cũng bé, nó cũng hẹp tí lại, xong nó cũng tụt dưới một tí, tức là cái giải bass nghe nó rất là, cái giải trầm nó rất là nhạt, nó gõ theo kiểu là ví dụ như cái giải trầm nó gõ nó rất là nhạt đấy, nó nhạt theo cái kiểu là nó không có cảm xúc, nó không có một tí gọi là khiến cho anh cảm thấy một rung động của một cái giải bay nghe mình cảm giác là nó có một sự sâu lắng, nó không có. Cái đuôi nó quá ngắn, cái không gian nó quá bí, và thật sự là cái độ sâu của cái giải âm trầm nó không thuyết phục anh. Về âm trường thì anh như anh đã nói rồi, cho nên cái giải trap nó cũng không phải là một cái giải mà khiến cho anh cảm thấy ấn tượng. Nói chung là con này đối với anh nghe cảm giác như anh nghe nhạc của một cái ống ấy, và anh cảm giác không thật sự thuyết phục. Với cái chất âm của con Noble Falcon 2 như thế này thì anh đáng tiếc là chưa nghe con 1 để anh có thể nhận định được là con này là một bước tiến hay là một bước lùi. Không biết là con 1 nó hay hơn hay là bằng hay là kém hơn con này. Nhưng mà anh hy vọng là con 1 hay hơn con này nhiều. Anh hy vọng là như vậy. Và với một cái sản phẩm như thế này thì anh nghĩ rằng là Noble nên có nhiều thứ hơn nữa để có thể tiến xa hơn ở trong cái lĩnh vực True Wireless. Chứ còn với anh thì đọc mỗi cái logo Wizard vào thì anh chắc chắn là không mua. Mà rõ ràng đây là một con tai quá nhiều công nghệ đúng không? Không, cũng không phải quá nhiều công nghệ. Có app không? Có app. Có app đúng không? Nhưng có app lại không chỉnh được Active Noise Cancelling. App chả để làm gì cả. Thì đúng chỉnh không? Được cái EQ nhưng mà em vào cũng không có gì để nghịch ấy. Thứ hai là cái công nghệ của nó có cái công nghệ gọi là tự động điều chỉnh cái tai chính tai phải. Ừ. Ví dụ như kiểu tai chính của anh nó sẽ dùng nhiều lượt thời lượng pin hơn. Thì khi mà cái tai chính của anh là tai phải ấy, nó ít lượng pin hơn, nó sẽ tự động chuyển sang tay trái. Và cả vấn đề kết nối nữa nhé. Ví dụ như bên tay phải của anh kết nối nó sẽ bị kém hơn tay trái, nó sẽ tự động chuyển sang tay trái. Nhưng mà em chỉ cần để cái điện thoại của em trong phòng kia thôi, em đi ra ngoài đi vệ sinh phát tạch hết. Thì đấy, thì câu chuyện chưa đầy 10 mét. Vấn đề ở đây là câu chuyện là thực tế mình dùng nó như thế nào. Đó thì cái vấn đề cái app của nó có giải quyết được những cái tính năng thời thượng hay không? Theo anh là không có. Với anh thì sản phẩm Noble như thế này, nếu như mà họ đã có sẵn cái app thì anh nghĩ rằng Noble nên supply những cái bản patch. Thì anh nghĩ là Noble nên ứng dụng những cái bản patch để thay đổi cái chất tune âm của sản phẩm này, làm sao cho nó dễ tiếp cận hơn. Chứ với một sản phẩm như thế này, nếu như không có những cái bản patch để thay đổi chất âm, không có những bản update firmware để thay đổi chất âm, thì anh nghĩ là một sản phẩm như thế này rất khó cạnh tranh được những sản phẩm khác. Đấy là những cái cảm nhận của bọn mình về Noble Falcon 2. Rất cảm ơn iDo Audio đã cho bọn mình mượn sản phẩm này. Ở bên iDo Audio bán rất rất nhiều những sản phẩm khác có chất lượng tốt hơn về mặt chất âm. Thì mình cũng đã bản thân anh trải nghiệm rất nhiều sản phẩm của iDo Audio, những con kể cả những con như kiểu Paris thì các thứ này kia Mi Audio các thứ hoàn thiện tốt hơn, chất âm cũng tốt hơn, chứ không phải chỉ có mỗi sản phẩm như thế này. Và các bạn có quan tâm những sản phẩm đó có thể tới iDo hoặc là xem lại những cái video của mình đã làm những cái sản phẩm mượn từ iDo Audio. Còn video này là hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số video sau. Bye bye.